vợ đó. Bác cái gì em đi thiên ai? Bác cái gì? Dễ thương quá, chào anh. Trời đang mưa mà ta. Do something cute. Bây giờ mình đang ở Thái Lan, không phải, mình không phải ở Việt Nam. Talk louder, please. Yeah, không có nghe được. Talk louder, please. What? Talk louder, please. Oh, yeah. Sorry, có nhiều gió bên đây mình không có nghe lắm. I don't think I can hear you, man. Các bạn có nghe tiếng audio được không? So, if you need, nếu các bạn không có nghe trước đây, Brian đang ngồi với bạn Hally Tom, Julia Đoàn với anh Bobby Nguyễn. Mình đang đi qua Thái, mình đang trên thuyền. À, đúng rồi, mình đi Thái để chuyển giới. Mình nghe bên đây rẻ tiền lắm thì muốn mình tiếp điểm thì mình qua Thái để chuyển giới, tại vì nghe rẻ lắm bên đây. Bye bye, bye guys.